Đây rồi, đây rồi, đôi giày ngon chưa? Sao bạn biết là có thể lớn nhất? Ấy 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 ấy. Đây là nấm mà tôi hái trong núi về cho con trai tôi ăn đấy. Để cho con trai tôi ăn trước. Này con ăn đi. Anh mới là người mẹ cưng nhất nhá. Thế nào con? Con ơi, con có thấy chóng mặt đau đầu buồn nôn không? Hả? Dạ không ạ, ngon lắm mẹ. Ngon à? Vâng. Thế thì đưa đây. Ai út mà đây. Con dâu của mẹ. Con ơi con. Cô là Thuần Bạch đây à? Lấy hai người ăn đi, không có nữa. Yeah.